Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Tiếp tục hôm nay thứ hai đầu tuần, em Lợi lại về một cái chiếc xe ở cái tầm tiền 425 triệu mang thương hiệu Isuzu D-Max sản xuất năm 2016, số tự động hai cầu máy dầu màu bạc, xe biển Hà Nội 29H30595 nhá. Toàn bộ xe này thì em Lợi cam kết bằng văn bản cho quý anh chị là không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số zin. Khuyến khích các bác mang hàng mang thợ đến check test nhá. Nếu phát hiện ra đâm xô tai nạn là bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhá. Và xe thì bên em Lợi cũng đã vừa mới thay dầu, bảo dưỡng lại toàn bộ 4 mã phanh, anh em về sắm đổ dầu chạy thôi. Đấy. Và sau đây em sẽ review tổng hợp từ khung gầm, nội ngoại thất và máy số cho quý anh chị xem nhá. Và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này, từ đồng sơn bên lái của chiếc xe khá là đẹp nhé. Xe được trang bị nước sơn màu bạc. Tất cả xe thì bên em Lợi cam kết không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số zin. Đầu xe ba đời sốc này, mặt ca lăng này, cabo này, zin đẹp này, đèn pha là đèn bi xi lông này. Đấy, tất cả các cái phần đèn hai bên là đều sáng đều nhau. Đấy, theo thời gian, kính lái không rạn nứt gì. Mà mép ba đời sốc này, khe hở cabo này cực kỳ đẹp nhé, đồng sơn la răng đúc nhé. Đấy, sơn bên phụ của chiếc xe này, hai cánh cửa đến đồng sơn đều rất là đẹp và đều màu theo thời gian. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội nhé. Xe được trang bị xin nhan trên gương và gương cập điện này, tay nắm móc khóa mạ chrome này, rất là đẹp nhá. Kính đèn thì đều có số 6 theo năm sản xuất 2016 nhá. Đấy, lốp của chiếc xe thì còn khá là dày, anh em yên tâm. Khung gầm của chiếc xe đây, xe chạy phố phường, khung gầm Hà Nội thì yên tâm nhá, chất khung gầm cực kỳ đi ít. Đấy, lốp sô cua này chưa chạm đất nhá, vạch sơn của nhà máy còn nguyên này. Đấy, xe thì bên em Lợi cũng đã cho dọn vệ sinh. Đấy, sắp tới thì cho rút hồ sơ, bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Đây là cái phần đèn cản sau này và đèn hậu của chiếc xe này khá là đều và đẹp nhé, xe là đèn hậu zin. Hai bên cánh cửa bên lái của chiếc xe này đồng sơn đều và tay nắm cánh cửa đều rất là đẹp nhé. Đấy, bật lên xuống này, cù lốp này còn khá là mới, tay nắm này. Đấy, xe thì bên em Lợi cam kết xe đẹp, không tai nạn ngập nước, lốp lắp dày, anh em về sản đổ dầu thôi. Tất cả xe thì bên em Lợi cũng vừa bảo dưỡng lại 4 má phanh, thay dầu, lọc dầu. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của nội thất bên trong của chiếc xe nhé, từ cột kèo này đến táp ly cánh cửa này. Đây, kèo táp ly cánh cửa trước và sau này, bên lái này rất là đẹp. Và nội thất ghế phía sau là được trang bị ghế da zin theo xe nhé, trần ý nguyên bản từ đầu. Tất cả các cái phần trải sàn da được lắp thêm. Đấy, cột kèo này. Đấy, nội thất của chiếc xe là da nguyên bản này. Và thêm ghế lái chỉnh điện nhá. Ốc cột này, bao zin hết. Toàn bộ các cái phần mép ghế này. Đấy, vô lăng của chiếc xe đây. Của số của chiếc xe đây nhá. Đấy, hộp số tự động hai cầu. Núm cài cầu điện của chiếc xe này. Toàn bộ bóng khí này. Táp lô, táp ly này. Cột kèo này, bao zin hết. Anh em nào mà thích những chiếc xe chất, xe đẹp, quan tâm kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi nhé. Rất nhiều bán tải để phục vụ quý chị. Đấy, chuyên về các dòng bán tải. Cam kết chỉ làm xe đẹp thôi, không làm xe tai nạn ngập nước nhé. Khuyến khích các bác mang hàng mang thợ đến check test nhé. Và đây là cái cốp này, sàn thùng của chiếc xe này. Hai bên sàn thùng nó khá là đẹp nhé. Đấy, toàn bộ các cái phần đèn hậu này, chỉ này, nguyên zin. Toàn bộ các phần táp ly bên phụ này. Cột kèo bao zin nhé, nội thất ghế này, bên lái bên phụ đây, bóng khí này, phía trước và phía sau này đều nguyên nhá. Kính của chiếc xe thì đều là kiểm tra, đều có số 6 theo năm sản xuất 2016 này, đinh bấm đinh dập này, táp lô táp ly này đều rất là đẹp, các ốc khóa bản lề là đều chưa tháo lắp gì. Ốc này nguyên bản hết nhá, tem mác đầy đủ hết.
Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe này, từ các cái ốc tai đầu răng này đến ốc cabo này là nguyên thủy nhá, chỉ cabo này nguyên bản hết này, khoang máy này, máy cực kỳ đẹp nhá, tất cả các cái ốc máy này, hộp số này đều nguyên zin. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn chiếc xe Isuzu D-Max sản xuất năm 2016, số tự động một cầu máy dầu, hai cầu số tự động hai cầu máy dầu đến Hà Nội nhé, màu bạc, giá đang chào bán là 425 triệu. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý anh chị các bạn trong một video gần nhất.